Theo Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, trong gần một năm qua, tại một số tỉnh thành như Thanh Hóa, Thái Bình, Đắk Lắk, Bình Phước, có nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã bị cơ quan bảo hiểm xã hội đơn phương tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với rất nhiều khuất tất. Không những vậy, một số hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở tư nhân còn được bảo hiểm xã hội soạn sẵn với những điều khoản bất lợi và bất bình đẳng so với các cơ sở công lập. Trường hợp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phòng khám đa khoa Tâm Đức tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xin được thanh tra, kiểm tra đã thể hiện một sự bất bình nào đó cần được Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm làm sáng tỏ. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đấy là theo chỉ thị 20 thì không được thanh tra kiểm tra các cơ sở doanh nghiệp trong một năm qua một lần. Thì ở đây chúng tôi vẫn tha thiết. Bởi vì chúng tôi chưa có một lần kiểm tra nào đến thanh tra kiểm tra chúng tôi cả, để chứng minh chúng tôi là trong sạch. Và chúng tôi rất mong muốn là bằng có một đoàn kiểm tra của liên ngành giữa bảo hiểm và Bộ Y tế đến để thanh tra kiểm tra chúng tôi, để làm rõ và làm sự trong minh bạch cho doanh nghiệp của chúng tôi. Và nếu như chúng tôi không có sai phạm, nếu chúng tôi có sai phạm chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn nếu như chúng tôi không sai phạm thì đề nghị cũng phải lấy sự công bằng cho chúng tôi, là xử lý những cán bộ mà đã nhũng nhiễu và phát ngôn hoặc thông tin những cái sai sự thật về trong những cái thời gian qua của chúng tôi. Sự bất bình và nguyện vọng xin được thanh tra không phải là không có cơ sở, khi một số điều khoản của hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội Bình Phước với phòng khám Tâm Đức không giống như hợp đồng mà cơ quan này đã ký với các cơ sở công lập. Cụ thể, tại khoản 3 điều 8 của một hợp đồng giữa Bảo hiểm xã hội Bình Phước với một số cơ sở khám chữa bệnh công lập có ghi, trong trường hợp các bên có thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hai bên phải thông báo cho nhau trước 3 tháng để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và quyền lợi của các bên. Trong khi đó, khoản 3 điều 8 của hợp đồng số 01, hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội Bình Phước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phòng khám đa khoa Tâm Đức thì lại không thấy có điều khoản này và cũng không giống với mẫu hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 41/2014, thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Dư luận cho rằng Bảo hiểm xã hội Bình Phước đã có sự thiên vị đối xử bất công với các cơ sở y tế tư nhân, nhất là đối với phòng khám Tâm Đức. Trong một lần trả lời báo giới, ông Lê Văn Phúc, Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lý giải việc tạm dừng hợp đồng với Tâm Đức. Thì đối với phòng khám Tâm Đức, qua cái báo cáo của Bảo hiểm xã hội Bình Phước và có hẳn những cái công văn cũng như là lý giải của bệnh viện của phòng khám thì thấy là cái việc báo cáo là chậm. Vừa rồi qua cái xem xét cụ thể thì phòng khám này cũng có những cái vấn đề liên quan đến việc đăng ký hành nghề rồi vấn đề khám chữa bệnh. Đấy, ví dụ như là phòng khám là thiếu bác sĩ ngoại và theo quy định thì để mà được khám chữa bệnh đa khoa, để là công nhận một cái phòng khám đa khoa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì anh phải có đủ tối thiểu là nội ngoại sản nhi. Đấy, nội ngoại sản và đặc biệt là khoa nội và khoa ngoại. Đấy, vấn đề nữa là phòng khám này thì còn có tại sao lại có cái việc mà cứ thẩm định chậm là phòng khám lại sử dụng cả những cái người mà không đảm bảo về chứng chỉ hành nghề để mà khám chữa. Việc tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với phòng khám Tâm Đức chỉ căn cứ vào báo cáo một chiều, chưa có biên bản vi phạm, khiến doanh nghiệp cho rằng đang bị trù dập và chưa thực sự khách quan. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, tại hội nghị Thủ tướng gặp mặt doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam cũng đã kiến nghị. Bộ Y tế và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên có cái sự thống nhất, ngồi với nhau bàn bạc về quy trình khám chữa bệnh. Bởi vì chúng ta là công hay tư đều là khám và chữa bệnh cho nhân dân. Thế cho nên là tôi đề nghị là cần phải có chính sách thống nhất. Ví dụ như là nguồn nhân lực y tế của chúng ta đang hết sức là khó khăn. Thế nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ một số quy định của Bộ Y tế từ 670 bệnh nhân trên một bàn khám, bây giờ cho có 35. Tôi nghĩ rằng là cái này là tư nhân không chết mà nhà nước, là bệnh viện nhà nước sẽ chết. Nhưng khi kiểm soát đến bệnh viện công thì họ nói là đây là chính trị, còn tư nhân thì không phải là kinh doanh. Thì tôi đề nghị là công hay tư phải bình đẳng. Khi đã áp dụng vào chính sách pháp luật thì phải bình đẳng giữa công và tư.